Mở thí dương anh em ạ. Hôm nay thì oánh được 6 dương liên đấu với lại 7 dương viêm đế thôi. Từ trước khi mà đi săn bot thì làm thí dương với nâng cấp hết cái chỗ bot đã anh em nhé. Là để xem hôm nay tổng cả là phệt bao nhiêu chú bot. Rồi, nâng cấp cái bot xong em mở dương nhé. Nâng cấp mộc, nâng cấp triệu hoàn phố cả bạn. Ôi, trắng tiền thì vẫn còn 9 con mộc nhân anh em ạ. Ôi, đập trắng tiền nhưng vẫn còn gọi là em OLED là trắng ví gì đấy. Tổng cả là có bao nhiêu đây? 1.900 cái triệu hoán phù và 100 cái trang sức. Đấy, còn thừa 9 con mộc nhân. 9 con mộc nhân này khả năng là để thả ra để mồi, để có con mồi. Đấy, bây giờ chạy đi vào đây mở dương đi. Mong sao là trong cái đống dương này có một phát 500 vạn cho em đỡ quê. Rồi, bắt đầu này. Mở nhanh hay mở chậm nhỉ? Mở nhanh đi. Một tinh hồng. 500 vạn. Ui rồi, hồi thề cái dương viêm đế này. Rồi cái dương viêm đế này thề luôn. Cái dương viêm đế. Ôi một võ tẩy thủy kinh. Một huyền tinh 4. Ui bảo dương, ui bảo dương. Trời ơi 10 cái bảo dương thề luôn. Chí mạng thực sự. Lên 10 dương 2 tinh hồng, chặt hết cả dương rồi. Từ từ là em lôi cái tinh đống tinh hồng này em cất đi đã. Rồi. Huyền tinh nhét vào đây. Rồi tẩy thủy kinh đưa cho Ngami nó xài. Rồi, đèn. Đã đèn thực sự anh ạ. Thề. Không nghĩ được về. Chờ một xíu. Ok. Đen hết anh ạ.